Được chưa? Đẹp chưa? Quá đỉnh luôn. Con gà đúng tầm, ăn nhá. Vừa luôn. Hi, xin buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sao TV. Hiện ôi nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm quá. Hai vợ chồng Hải đang có mặt tại chợ phiên Cán Cấu các bạn nhé. Hôm nay thì đưa chủ tịch đi chơi lâu lâu rồi, hai vợ chồng mình cũng chưa đi chợ phiên. Chợ phiên Cán Cấu thì được diễn ra vào thứ bảy hàng tuần nhá các bác ơi. Đấy, các bác đi thì cố gắng đi sớm sớm một chút. Em đi tầm này là tầm khoảng hơn 6 giờ các bạn. Đấy. Đây là bà con đang về. Này chị bày nhiều váy đẹp thế. Đi ra à. Để mua mấy bộ đấy chứ nhỉ. Mua mấy bộ về mặc. Hôm nay buổi sáng ở trên Tây Bắc thì nó xe xe lạnh này các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà mình thì hiểu rằng béo thừa cân không, không thấy, thấy độ lạnh đấy. Ồ, đây là đến vụ hồng nhá anh nhá. À, ở trên này đang có hồng, ôi, hồng ngâm với hồng, hồng ngâm chưa? Hôm nay là hồng hồng ngâm đấy, ngâm có ngâm chưa em, hay hồng chín đấy, ngâm rồi đúng không? Ờ, ngâm rồi, quả này to thế. Hôm nay chị bán bao tiền một cân đây? À, bao nhiêu? 15.000. 15.000 à, hồng ăn ngon nhỉ. Nay tí nó quay ra ăn sáng thì mới ăn được cái hồng này, mới thử được ngọt thì sẽ mua ủng hộ hết chị luôn. Nhà mình tín đồ ăn ăn hồng luôn các bạn. Ở đây là gừng à. Đúng không? Đúng. À, củ gừng không? Đây, à, củ gừng luôn. Ừ. Đây, có quả chuối à? Đúng rồi, mua chuối đi chị. Chuối này ngon lắm. Chuối này chuối ná đúng không? Cái gì đi lên chợ phiên là cũng muốn phân hết về nhà mình. Nhưng bây giờ em phải đi kiếm cái gì ăn đã. Mấy giá nè. Chợ này anh thử hỏi kèn nó rẻ hơn chợ chưa không? Vẫn là mấy ông bán đấy mà. Lúc đâu? Bao tiền này, cái kèn này đây đại ca? 3,5 triệu em ạ. 3,5 triệu à? Đấy. Giống nhau. Giá à, giống nhưng nhau. Nhưng mà cái bé này thì rẻ hơn chứ đúng không? Cái này thì là cái mô hình chơi đây chị. Mô hình này bao tiền? Mô hình này bao tiền? Đây là 150. À. Không thổi được à? Và đây là mô hình và học sinh nó mua ở trong trường. À, mua chỉ trở vào này thôi bằng gỗ mà. À. Cái này bằng cái này này thủng ra mới thổi được. Anh phải lắp vòi vào. Đúng rồi, đúng rồi. Cái mô hình này về này treo ở nhà cũng được này. 100 được không? 100 bán đi. À, mở hàng. 100 để về cho trẻ con thì mình chơi cái này. Mô cái, hình nữa các bạn ạ. Cái mô hình này về là 100. Treo được. Thế thôi nhỉ. Bé có cái này có thổi được đâu hả chị? Đâu, thì, anh biết thổi không? Anh thử thổi cái bài này nè. Đâu anh thì thổi em xem nào. Thế thôi hẳn một bài thế nào. Đấy, để cái này đây. Đây là gậy sinh tiền này. Ừ, em cầm nha nè. Ngày xưa kiểu là hay tán gái bằng cờ khi hàn này đấy mà. Đó, nói về tín. Hay đấy. Nói gửi tiền anh đi. Anh đã hát dở bài. Thôi được rồi. Ngày xưa anh luyện này lâu không? Vâng. Em gửi anh nha. Đấy chính nha. À. Mấy cái thớt này nhìn hình vui nhỉ? Cái này là làm theo ấy đấy. Lạng lắm anh ạ. Nghiến mà, nghiến nó nặng. Sách nó di chuyển. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này là hoa đu đủ à? Hoa. Hoa đu đủ này về ngâm mật ong. Bà ăn xôi Hải ơi. Chào. Toàn về xào. Các bà ăn đi, cháu đi ăn phở đây. Ăn xôi khô. Nhiều bảo nhá. Đây là cái bánh đúc này các bạn nhé. À, bánh đúc ở trên ngô trên. Nhưng mà em lại không ăn quen cái bánh đúc này đâu. Em chỉ ăn được mèn mèn ốc đậu thôi. Còn kia là đang làm bánh trôi. Đây là có bánh bò đây đúng không? Bánh bò. Chào bà nhá. Ủa ôi. Đây bà có món gì đấy? Ngan à bà? Nhìn xa đã biết là ngan luôn. Ngan gà vịt à bà? Ngon đấy nhỉ? Ông bà ra đây khỏe không? Khỏe, vẫn đi bán phở bình thường. Vẫn đi bán phở bình thường à? Nhà hàng bán lớn thế nhỉ? Vâng, tương tác này bà. Cái này là bà... Bà chiên lên à? Lô cái chiên lên đây. Chiên lên nồng màu nó đẹp. Này này này, ủ tặng ở đây gà này. Chiên. Lòng gà, lòng ngan. Ai, ở đây đến... Ai ăn cái gì là người ta cắt cái đấy thôi. Đùi thích ăn đùi thì ăn, mà thích ăn mõm thì ăn. Lần này bà lại mổ thêm cả ngan vịt nữa nhỉ? Mổ cả ngan chứ. Ngan là ngan nhà mình chứ bà nhỉ? Ngan nhà mình đấy. Bà tự nuôi à? Vâng. Nhưng mà hơi bị nhiều viêu lông các bà nhá. Nhiều viêu lông nhiều quá nhỉ? Đúng rồi đấy. Chắc là con này là nhiều lông. Hơi khó làm. À. Đây là bà hơi làm ẩu. Không có món tiết canh hả bà? Tiết canh. Hả? Có bắt tiết canh ông đâu rồi nhỉ? Kìa bên kia. Có, vẫn chưa làm. Bắt gà vừa mổ xong rồi, ngan vừa rồi. Yeah. Rồi cháu lượn lờ tí đã nhá. Có gì tí cháu đi chơi đã đây. Lâu lắm không lên thấy lên đây ở đây. Vâng, cháu cứ đi một vòng đông tây bắc. Vâng. Vợ chồng mình thì cứ đi Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, xong rồi Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn các bạn ạ. Chúng ta cứ đi một vòng thôi mà. Chào chú nhá. Ui. Hôm nay chú có món gì đấy? Sườn. Sườn. Đấy, sườn thịt lợn này. Cô dạo này khỏe không cô? Phở này. Đấy. Lâu lắm không thấy lên rồi nhỉ? Vâng. Vâng, vợ chồng cháu đi một vòng bây giờ mới lại quay về chợ đây. Dạ, sườn ngon nhá. Chúc cô chú bán đắt hàng. Được được à? Thế tốt rồi. Cố gắng làm sao mà phải quay thật nhiều cái chợ phiên hay để bà giúp bà con bán hàng rồi. Giúp mà nhiều người biết đến chợ phiên thì tất nhiên là việc bà con bán hàng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Chào chị nhá. Hôm nay chị có món gì đặc biệt đấy? Vâng, lâu lắm rồi nhỉ. Đi đến ai cũng nhắc là lâu không đến. Em cũng nhớ các chị lắm. Nên em phải về. Cái này con nanh của nó dài rồi đấy nhỉ? Có nanh dài không? Không dài chú ạ. Không dài mấy nhỉ? Không dài. Nó ý là cái nanh của nó chưa được dài lắm đúng không? Chưa được dài. Hai nhưng mà hai con này, con này hai con riêng ấy nhá. Ừ, hai con riêng. Ba con luôn kìa. Ba con. Lợn trên bản như này là khét rồi. Lợn đẹp. Lợn đen đấy. Gà ngon lắm. Gà này không gà ta mang từ nhà mình khắc nuôi mà. À mình khắc nuôi ra mình bán à? Này là chợ Cán Cấu anh em nhá. Mấy phiên này đông khách không chị? Mấy phiên này cũng ế lắm. Mùa này bà con đi ở hết nhỉ? Ừ, bà con đi làm hết. Đi làm hết rồi. Nhưng mà thôi cố gắng bán, chúc chị bán đắt hàng nhá. À, cái đuôi này. Cái đuôi là bao tiền đấy chị? Cái đuôi này 20.000. 20.000 à? Quất luôn cái đuôi. Lấy luôn đuôi à? Cho vào túi à? Cho em cầm tay luôn. Vừa đi đường luôn á? Ừ. Em để chị. À, 20.000 cái đuôi. Tí nữa thì kiếm quán nào rồi liên hoan. Hôm nay anh bảo là chứ. À, hôm nay là ngày 22 tháng 10 anh tặng em cái đuôi lợn. Đấy. À, 20 tháng 10 không có quà gì. Ờ, mời em nhá. Thì tặng cho cái ngày 22 thì tặng cho cái đuôi lợn đây. Ái à? Vâng, chào ông nhá. À, chụp ảnh với nhau à? Thay vì tặng hoa lại không dùng được nhỉ? Tặng đuôi là ăn luôn. Cái đuôi lợn, có uy tín. Các cô đang nấu ốc đậu. Kìa cô ấy nấu ốc đậu mèn mén. Ở đây khói quá nhỉ? Đây. Ôi cô ơi, nó chín rồi à, mà cô tắt bếp đi, nó khói thế. Khói. À, khói à?
Ô chát nước, nước chua à? Khói cái hết mắt rồi đấy. Khói quá, khói quá. Khói về đâu? Khói về đằng kia ăn cơm với cá. Khói đang bổ sung cái nước chua. Cái nước chua ở phiên phiên trước ấy. Giữ lại. Rồi cho vào tí để nó làm đông cái thôi di chuyển lên trên em có món gì không anh? Lâu không ăn lợn gắp lách hấp, không biết nhà chị đếm này có không nhỉ? Ờ anh đúng là cái ý nghĩ của anh luôn. Anh cũng muốn là kiếm miếng lợn gắp lách hấp. À chào anh em nhá. Liệu không khu vực này để bán thịt lợn này. Em đeo cái khè này cũng giống phết cái này về luyện thổi nữa là được. Nắp cái ống vào thổi. Ở trên này có cái gì đông thế nhỉ? À khách du lịch anh ơi. À, có vẻ như rất đông vui. Trên này đông, đông vui. Đây này, có chị này sao này. Thấy miếng thịt bé bé nghi là cắp lách lắm ấy. Có lời cắp lách không rồi, cô? Đó, chào cô. Chị em mà đang sinh hoạt sớm. Đây nhà chú này có lần cắp lách không? Chú có lần cắp lách không chú? Không có rồi. Không có cắp lách hả chú? Hôm nay chú bày ra mệt à? Đấy, các bà. Chào, chào các bà nhá. Đấy, mới chuẩn thế này. Chào các bà. Các bà. À, chào nha. Chào, chào bà. Ba không không làm tí thịt à? Không có tiền mua, ăn. Nó không có tiền mua à? Ừ, nó thế thì mình mua cho nó mấy ít đi nhỉ? Hỏi nó có ăn không? Bà hỏi xem là các bà có ăn không? Thì cháu mời. Hả? Cái nào mà chê à? Không ăn trễ đâu, làm thịt thôi. À, mua giúp cho bà, các bà ăn một tí thịt đi. Hả? Kia, bà có thịt kia rồi. Con chào ông. Vâng. Đây là miếng thịt chân giò đi, để mình mời người ta đi. Ăn này phải mời người ta thịt đàng hoàng đấy. Đây này, đây này chị đó, đây này ngon đấy. Cả không, chế, đây. Cả cái này. Không, lấy cái này ra. Cái này cũng có, cái này cũng được. Đừng mà thái trong mà. Không, muốn mua cái này này. Muốn mua cái này này, cái mới này này. Muốn mua cái này để nhìn bà thái, chứ lâu không nhìn thấy bà thái mà. À. Lấy bà, lấy cả chân đi nhá. Ờ, lấy hết chỗ này đi. Đấy, đấy, cua cái chỗ đây xuống. Đấy. Lắm ngon, đậm đen trên này ngon lắm, không có tăng trọng đâu. Ngon, thật ngon. Ê, ngon đấy nhỉ. Gặp bà là phải ngon rồi mới vào mà. Đây là cái tiết canh gà này các bạn này. Lấy miếng này hết nhá. Không, 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 lấy miếng kia thôi. Đấy, bà thái thật mỏng ra, răng các bà yếu. Rớt một tí lấy đầy đủ năm lạng nhá. Rồi. Ừ. Đây, mình làm chơi à? Rồi, chào chú ạ. Thái luôn đi. Thái nhá. Thái nhanh nhá. Đây, sao đang đặt thăng bên này thái hả sáng? Đấy, nó mát ngon. Hai ba tuần mới lên nhỉ? Và cứ hai ba tuần này, khi cả tháng lên một lần. Hôm nay nhớ ông bà quá lại phải lên đấy. Chỗ này là 4 lạng, 5 lạng là bao tiền? 200.000. 5 lạng 200.000 á, 40.000 một lạng á? Vâng, bây giờ thịt lại liên bắt ở chú Hải. Thịt ở trên này liên hát lắm đấy bây giờ, liền đen à. Thế à? Cần sống còn 100 rồi đấy. Cân sống là bia là 8.000 một cân. 100 rồi còn ngon đấy. Thế à? Rồi, để tiền này cho chú đi. Tiền cô khác làm cho còn
Dạ. Không, không. Mang hết cho bà con đi. Chết lắm. Rồi, cho ra bát. Bà cho ra bát đi. Trần nước cho người ta. Phải rất trần. Đây, cái chân đây, đúng không? Đã tiền chưa? Chưa. Dặn các bà chờ một tí nhá, cháu mời bà thịt nhá. Ừ. Rồi, các bà lại không biết, các bà lại ăn xong. Trên này là người ta hay trần. Thịt này mà nó luộc chín quá thì nó hay bị khô nhỉ. Đấy, bà cho tí hành múc nước vào nữa là ấm ngay nha. Thêm tí nước vào cho nó nhiều nước, cho nó nóng. Cho tí tiêu vào. Đây, cho các bà này ăn đi. Cháu lại chết cái đôi à. Cháu mời các bà nhá, cháu gửi tiền rồi nha các bà à. Chỉ việc ăn thôi, không phải trả tiền. Vâng. Cảm ơn các bà nhá. Chúc các bà ngon miệng. Chúc các bà ngon miệng nhá. Mì tu. Mì tu là gì hả chú? Mì tu là con trai. À, mì tu con trai. À. Ấy bà bảo là cảm ơn con trai à? À, cảm ơn con trai. Ok, ok. Rồi, chúc các bà ngon miệng. Đây, cháu gửi tiền chú nhá. Rồi, vợ chồng cháu đi đây. Chúc ông bà bán đắt hàng nhá. Vâng. Rồi này, để cái này đây làm gì đây? Để lấy xong. À, làm món thịt, có hả? Món thịt giã nè. Hả? Bà chịu không? Hả? Bà chịu không? Được. Hả? Chưa nghe ra. Ok luôn. Ok luôn nhá. Đấy nhá, bảo bán chịu ấy, không có tiền đâu nhá. Vâng. Ăn xong tí này cắm lại cái kèn này lại này. Vâng. Cái này không phải là cái kèn, cái này là cái khen. À. Đây, đây, đây. Cái này yêu thích nhỉ? Bán phở. Ờ. Chế này bán như nào đây? Hả? À? Mà phải chế lợn đen không? Đặt lên đi. Nhà anh lại có cái đuôi này. Nhà em toàn là chế lợn đen. Lúc nào cũng đặt lấy. Thế chị đang chế lợn đấy ạ? Cái này là mấy lạng rồi? Cái này 5 lạng rồi. Bây giờ không ai mổ lợn gắp nách hay sao nhỉ? Ờ, bây giờ ai mổ. Ờ. Các bạn ạ? À? Bên. Vậy lấy cho anh hai cái đùi gà đen. Đùi không thôi nhá. Đùi không á? Ừ. Em có phần kia này nhá. Cả đứng lên đùi thôi. Ừ, làm nguyên cái đùi thôi. Đấy, cái đùi bé bé này là ngon. Bé đây á? Ờ. Mùi gần lại mấy. Thế thôi. Thế thôi. Nhà nghèo ăn thế thôi. Ăn lợ thì lợ ít thôi chứ. Đúng rồi, ai lợ nhiều đấy. Phá sản à? Mặc cái chân đi nhé. Nhìn cái đùi ok không anh em? Uy tín quá nhỉ? Uy tín quá nhỉ? Đấy, đây là. Đấy, đây. Thấy không? Nước của nó rõ ra kìa. Ừ, phê. Có ốc không? Ốc có. Ờ, làm cho bát ốc nó chấm nhá. Ngon quá. Đấy, thái đi. 8 lạng nhá. 8 lạng á. Hai cái đùi này là 4 lạng rồi. Ừ. Ờ, cái đùi. Cái đùi có chặt không? Không. Không, cứ để nguyên thôi. Này của chủ tịch này. Cái này để nguyên chứ. À. Ừ. Tất cả đều nguyên hết. Để nguyên hết anh em ạ. Ăn nó phê, mua bì phê. Ơ nhưng mà cái này thái ra đi nhỉ. Thái to, thái to ra. Đấy, đây cái bì đấy.
Đấy, rồi ok. Thịt lợn đen bây giờ bao tiền cân? Đắt lắm. Cái này chế em mua 300. Ông bảo thịt lợn đen được. Thịt lợn đen bây giờ 250 có. 150 hay cũng có. 200-230 có. Ý là tùy thuộc nuôi lâu năm nhỉ. Lợn dân nuôi nó đắt nhỉ. Đắt. Chế của em là cũng ngon này. Cái chế lợn. Bán này cho anh coi như là lấy hòa. Khách à, thế à? Thế bình thường mày bán bao tiền? 40-50 Thế bây giờ mày đang bán bao tiền? 40.000 cho anh. Thế mà bình thường mày bán 40-50 nghìn. Thật mà. À, bình thường bán 40.000-50 nghìn. Thế hôm nay mày bán 40.000 nữa còn được lãi à? Chế này toàn là lấy bán 50. À. À, có tí quan hệ phát là lấy giá hợp lý ngay đúng không? Bán cho anh thì gốc là được. À, uy tín đấy anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Ngon lắm. Làm anh bắt nó chậm đi. Không biết chậm bao nhiêu. À. Này, vừa đây. Ăn tí thịt rán ba chỉ không? Không. Không. Này nó rồi. Ăn tí thịt rán ba chỉ nó ngon. Ngon quá anh em, nhìn cái đuôi này. Cái đuôi lợn đen nó cũng nhìn nó cũng hấp dẫn hơn. Cho bạn nơi chấm này, thần thánh đi. Em vừa đang làm đó. Dạo này chợ có vẻ vắng vắng nhỉ em nhỉ? Vắng vắng. Bà con đi làm hết à? Còn mùa này chắc là lắm nhỉ? Mùa người đi ra công ty, người đấy đi làm xa. Đi làm công ty nhiều đấy nhỉ? Ừ. Bởi vì bây giờ hết trên này hết việc rồi mà, có việc gì làm đâu. Nhiều người đi hái cà phê. Ở đi hái miền trong ấy nhỉ? Tây Nguyên à? Rất nông. Người ta đi hết năm đến Tết ta mới về nhỉ? Tết mới về. Bây giờ đi kiếm tiền về tiêu Tết mà. Mày ở trên bản kiếm con lợn nào ngon không? Con lợn to to ấy, mấy tạ ngon đấy. Nuôi lâu lâu mấy năm. 70.000 một con em thôi. Ờ, nhưng mà con lợn to không? Chắc là tìm chắc là khó ấy. Năm nay tìm cho anh một con nhé để anh ăn Tết nhỉ? Mua, em mua được. Hả? Em mua được. Đâu? Bao? Bao nhiêu cân? À, nhưng mà được mấy năm? Hơn năm rồi đấy. Hơn năm thì ăn thua gì, phải mấy năm luôn. Cái mấy năm cái đấy đó phải nuôi được 2 năm, 3 năm anh ạ. 2 năm, 3 năm phải tạ, hơn tạ. Hơn tạ. Anh Hải phải mua con lợn to kia về ăn nó ngon. Cho con nằm 2 tạ thì càng tốt. Treo nha. Xay khô đã ngon. Lợn đen này tính ra là rất là thích. Mỡ dày, nhưng tội là mỡ dày. Đấy, đây là nước chấm thần thánh Star TV nha anh em nhá. Anh em nào mua thì cứ 100.000 một lọ nhá. Nước chấm. Chẩm chéo nước chấm thần thánh. Rồi đây anh ạ. Ngon chưa? Ngọt dâm nhưng mà ngon. Đây, anh làm những cái đỡ vật này nè. Anh nhìn nha. Cái cơ hướng mắt. Ngon chưa? Cho em thêm hai cái bát nữa chị ơi. Hai. Cho hai bát đây. Làm miếng trước đi. Cho hai bát con đây. Làm miếng đỡ vật. Lấy bát ăn, anh. Nhìn ngon quá. Thôi chờ lấy bát nhé. Sợ rớt ra, nhìn chiến luôn anh em. Các chú ơi, vào đây ăn ông ơi. Ai thịt lợn đen nào? Lợn đen ăn ngon rồi. Ờ, cho mày làm miếng này ra chứ. À. Mời chị về. Mình xin nha. À, cho một tí hạt dổi. À. Trộn đều lên. Thực hiện hết nhờ. Bữa anh đến có tí hạt dổi không thơm. À. Chân giòn lên đấy. Lên đấy. Chân giòn lên. Chân giòn lợn đen. Còn lấy lợn đen. Ấy, anh em thấy ok chưa? Đẹp chưa? À, đỉnh luôn. Mời anh em nha. Xem nào. Ngon. Ừ.
Con gà đúng tầm ăn nó vừa luôn. Không cứng đâu mà. Rồi. Bẻ kheo luôn. Ngập mồm. Đó. 20 tháng 10 đấy anh em ạ. Quà 20 tháng 10. Đuôi lợn, đuôi gà, chê. Anh em thấy có ông nào mà uy tín cho tôi chưa? Hả? Cô Nghĩa hốc chảy nước đóng đi, cô Nghĩa. Không hề đòi đòi quà gì cả. Cứ cho đi ăn là... Ok à? Bạc thì vàng. Không vàng hả? Ông làm món gì rồi? Ông nướng à? Nướng à? Cái này xào. Cái xào, rang. À, rang lên. À, rang lên ạ. Đây. Cái này là ông bổ vẽ này anh em này. Ăn thơm rồi không? À. Nhưng mà ăn này nó có đốt vào mồm không? Không. À. Chúng ta ăn đây mà. Cháu sợ dữ lắm. Không sợ đâu. Mời anh em nha. Giòn lắm. Giòn nha. Vâng. Hôm qua đốt mà. Hả? Hôm qua nhà chú vừa đốt mà. À hôm qua chú vừa đốt à? Đốt à. To như này. Không phải ông bị dị ứng không đấy? Không, bị dị ứng không, không biết dị ứng từ con ong nào ấy nhỉ? Đấy, to, to như này. Đựng được một tổ to như này á. Thế à? Ngon đấy chú ạ. Thôi chú ăn đi. Cháu ăn đùi gà. Rồi cháu cảm ơn chú nha. Dạ. Đây anh em này, chấm là anh em khi mà chấm nước chấm thần thánh của mình ấy, hơi cay. Anh em chấm nó phải ngập ngập một tí nhá. À. Mặn ha. Chấm gì để chấm nhưng cứ cho ít hạt dổi mắc khén vào là thơm. Đây chín chưa? Cái này mang luộc qua đấy. À. Anh Hải thu nhập điện tử nhiều ấy nhỉ? Hả? Thu nhập điện tử nhiều ấy nhỉ? Có bao nhiêu điện tử rồi? Có bao nhiêu gì? Điện tử ấy. Điện tử à, đệ tử. Rồi ôi dạy, tưởng là thu nhập bao nhiêu tiền tỷ? 100. Nhà hàng, khách sạn, đặc sản. Đặc sản Tây Bắc thì Châu có bếp có hiểu không? Phải hơn 100 người đang làm cho mình. Toàn bà con đồng bào. Nhiều khi mà anh em có đặt Châu có bếp bên mình á, mà chờ nó bị lâu lâu là đồng nghĩa việc là anh em hiểu là bà con đã chuyển đi chẳng hạn như Thái Nguyên là nó chuyển đi Thái Bình. Đấy. Miền Tây có khi chuyển đi Tây Nguyên không đau đầu đâu. Nhưng mà toàn bà con nó mà ăn hết cái đùi là ăn được cái đuôi. Chuyển đi. Đấy, chấm ngập này này, ăn này. Anh làm được không? À, mời đại ca. Đuôi ngậy. Trước ấy, có một thời gian ấy, tôi bị nghiện cái đuôi luôn anh em ạ. Tối nào phải đi ăn cái món đuôi luộc này, chấm với lại súp chanh, chấm chấm chéo. Nhưng mà cái giống này luộc là phải để nguội nhá, ăn nó mới ngon, thơm ấy. Cái này nhiều bì, nó sướng. Nhưng mà nó là lợn đen mà thơm. Đấy, bẻ cái rễ nhỉ. Làm mấy nữa đi anh. Ngon quá. À.
Làm từ lòng, phèo anh em ạ. Anh em kinh nghiệm ăn cái này là anh em phải ăn cái loại mà nó đặc cái này nhé. Nó mới ngon. Nó độ giòn. Mà ăn cái kiểu, em thích ăn cái kiểu bé bé này thôi. Nếu mà to đùng đùng là em không thích lắm. Nhìn nó bé này nó đặc. Em ăn chế, là em phải ăn cái chế nó đặc. Đấy, chế của em còn nguyên pịa kìa. Ngon. 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 Lâu lâu ra chợ phiên làm bữa anh em ạ. Anh em mà ăn nhiều nội tạng mà không tốt đâu. Ơ, đây có măng chua à? Ờ. Có gì đấy? Một bình măng chua không có gì đấy. Đấy, măng chua ngon. Cả một miếng nữa. Nước chấm thần thánh mình cay quá anh em ạ. Và nói luôn anh em nhé, anh em mà sơi nước chấm thần thánh là nó rất là cay. Anh em phải ăn được cay nhá, thì hạng mua nhá. Cái chê này, anh em khi đi chọn chê nó phải đặc cái này này. Đây, như thế nào, nó phải đặc cái này, ăn nó mới giòn, nó mới ngon. Măng này em tự làm luôn à? Tự làm. Yeah. Có cay không? Đã cay cay này, cay chứ, măng này phải cay chứ nhỉ. Măng này còn cho rất ít. Nhiều người không được chua cay ấy. Bà, chua cay. Chua cay này mà có phở ăn không? Này có phở mì tôm ăn ngon. Ngon. Đây có áo đậu mèn mén gì không nhỉ? Cho bao áo đậu ấy. Lấy mì mén đó. Không, có đậu không? Áo đậu thôi ạ. Chọc cho dễ ăn. Giòn giòn ngon. Quá là cay. Kinh nghiệm khi mà anh em ra chợ phiên nhá, là anh em phải đảo một vòng trước nhá. Ngắm đồ nhà nào ngon phát là kem nhà đấy. Bây giờ đây, nhà nào giống nhà nào hết mà. Quan trọng đồ sở thích của mình thích ăn gì, gà đen, lợn bản hay là trễ. Nhưng mà ăn nhà thằng quen mày được cái nào mà nó nước chấm thần thánh kiểu Sapa TV, nhưng mà mày phải cho khách nào đến cũng phải cho một tí hạt dổi vào cho nó thơm nhá. Mà là làm nước chấm giống anh Hải Sapa TV nha. Mà đi ăn là chỉ nhớ là cho mình anh Hải lợn thôi nhá, còn những khách kia lại không biết đâu, lợn nó không đòi. Nhưng đâu mà đấy. Hạt dổi thì ấy à? là hạt dổi là tự đi trèo à? Đi mua chứ. À, tự đi mua. Tưởng đi trèo. Đi mua. Nhà anh có trồng được cây nào không? Không trồng. Đây. Trên này nó không trồng được, nó không có hạt ấy. Xứ lạnh nó không được, nó phải là. Ấy à. Nó không ra được. Quả. Đây con đây. Đây, đâu cho cô xin. Cảm ơn con nha. Mời anh em ạ. Anh lấy em mượn cái thìa đây. Ốc đậu mén mén. Bình thường vợ chồng em còn ăn cả mén mén nữa. Nhưng hôm nay là sẽ ăn nguyên ốc đậu thôi. Tùy sở thích sở trường của mỗi người. Ui, cay chảy cái nước mắt anh em ạ. Cũng nhận cái măng của anh chị muối ngấm nha. Bấy ông bảo là anh Hải ơi, sau cái chẩm chéo anh nó cay đấy, tôi sử dụng ớt trung đoàn mà anh em cay vãi lái anh trưởng à. Giờ ăn xong lát lại đưa bạn đi chơi chợ tiếp nhá. Lo quá anh em ạ, hai vợ chồng mà sơi hết kìa bạn. Ui giờ này à, mùa đông của các bạn ở đây rất nhiều những cái loại váy đẹp nhá. Bộ váy đẹp luôn. Em làm bộ đi. Ai mua cho Hải Nhi bộ nhỉ? Hải Nhi á? Hải Nhi ở nhà có mấy bộ ấy? Hải Nhi chỉ có đi đâu biểu diễn các thứ, đi chơi thôi mặc. Bây giờ là kiểu mùa đông lạnh mới là giáp Tết rồi. Em đi lối nào đấy? Đi đằng này xuyên ra anh ạ. Nên là trên này rất nhiều những cái bộ váy rất là đi đẹp. Vào đây coi như là lạc này. Vào mê cung quần áo không có chuyện rẻ đâu các bạn nhé. Bộ này đấy trông người đẹp nhá.
Bộ thế này bao tiền em? 1,2 triệu. 1,2 triệu à? Đấy. 1,2 triệu đấy, đẹp phết. Anh cảm ơn. Xuống chợ này, với anh đâu? Nhưng mà bộ này chỉ những cái bộ nó hiểu. Nhưng em này chỉ tầm 40-50 cân thôi, mặc thôi. Còn em thì nó là thuộc diện quá cỡ rồi đúng không? Đúng rồi. Đây cái rất nhiều các loại vòng đây này. Khu vực dao rồi các loại công cụ sản xuất. Đi phiên này em biết có mua được nhiều đồ không? Gà mới là chim. Hello. Đồ nướng, chim nướng, tất cả các loại trà sữa. Ui đây là đống khe ăn luôn đây này. Ừ, đây đây, đống này này. Muốn liền mấy cái không? Khe này bao tiền một cái đây? Hả? 100. À, 50.000 được không? Ôi, thì cái thằng vườn này thì nó lừa mình. Ơ, mình mấy con làm à? Thế để 100.000 hai cái được không? Hả? 150 được không? Được, ok luôn. Anh có mua không? Có mua mà. Có mua thì anh ơi, em nếu mà em nói là một câu nữa là anh mua luôn cả em luôn đấy. Về chỉ có sản xuất kèm cho anh thôi. Ok, 150 hai cái, quất luôn. Bảo bán rồi đúng không? À để từ từ, để suy nghĩ lại. Loan lại đã. Nhanh còn kịp. Nào bán không để lấy tiền à? Đẹp chưa nghe. Nó chỉ là chỏ xả. Nào, có bán không? Ô, cái em bé này cho nó đi chơi thôi nhỉ. À đây cũng nhiều này. 150 hai cái này bán không? Bán thì... Nào, em xinh gái có bán không? Là em suy nghĩ xong chưa, loát xong chưa? Xinh nhỉ? 170 đi anh. Bán hàng với anh chị mà, phải nhìn anh chị chứ, cứ nhìn chị này làm gì. Em bán hàng cho anh, em phải nhìn thẳng mắt anh chứ. Anh chị mua mà. Chồng chưa? Thế chồng làm hay là em tự làm? Chồng làm chứ, em cũng biết làm. Thế à? Em chỉ làm cái này thôi. Thế à? À. Thôi nói đùa em tí nhà, vẫn phải mua để ủng hộ em. Em vừa đủ 18 tuổi. Vừa đủ 18 tuổi? Thế lấy chồng năm nào? Mấy đứa con rồi? Có một đứa thôi. Là lấy 16 đúng không? Hay 17, 15? 16. Thế là biết sướng sớm đấy nhỉ. Rồi. Thế cái que này bao tiền cái này? 100.000. Cũng 100.000 luôn. Ở sao rồi đây, cái này là mình tự làm, còn cái này là nếu mình còn mua cái tiền này với lại cái gậy này mình còn đây, mua. 170 lại 30. Anh mua bởi vì em có hàm răng rất là trắng. Em hiểu không? Em đấy. Có hàm răng đẹp thật đấy. Anh chị nhìn ngay là kết ngay. May hôm nay là vợ anh ở đây đấy, không lại xin số điện thoại của em rồi đấy. Thế là có chồng. Bảo là cũng may cho anh là em có chồng rồi đúng không? Vâng. Không phải gặp anh là cái nhà ở đâu? Em ở Simacai, Xinjiang. À, Xinjiang á? À? Vâng. Anh mai anh đi Xinjiang này. Vâng. À thứ tư, chợ Xinjiang thứ tư mà anh nhỉ? Vâng. À, rất còn nét thôi. Chị rúa là không bán à? Vâng. Ờ, thế bảo là sao lại không bán một cây 100.000 à, à thì cũng khôn phết nhỉ. Thế là không bán thế. À, ý là chỉ bán lẻ cây một thôi, không bán đôi một. À. Đôi một thì hết nhanh. Rồi, cảm ơn em nhé. Cảm ơn em nha. Em tên là gì nhỉ? Tên là Phương. Phương á? Vâng. À. Tên của người Mông cơ mà. Tên của người Mông á? Ừ. Em nói cho chị không. Em thử nói thử là nói cái không? Tên của em ấy. Tên của em là tiếng Mông là Trong. Trung. Như kiểu Trung ấy nhưng mà Trong. Trong. Thế tên anh này là Hải đấy, tiếng Mông gọi là gì? Vẫn là Hải thôi. Vẫn là Hải thôi. Không. Tại vì nếu là nó phải không giấu à? Còn này. Không, nếu là người ta đặt tên Mông là Hải. Anh bảo này, bây giờ mày thử múa cái một bài này thử xem nào mới biết múa không?
Thử múa nào, thử múa một bài này. Ở đây có con được học múa không? Múa thử nào. Nhưng mà đâu đây, đây chị cầm ở này cho. Thôi cầm tiền lấy mất nó chẳng mất điện thoại. Hôm nào gặp anh này lại phải múa một bài nha. Ok không? Rồi. Rồi cảm ơn em. Có gặp không? Có gặp ở đây không? Đi có gặp ở chợ không? Em vẫn ra chợ. Ờ. Yeah, ok. Rồi cảm ơn em. Bye bye. Hôm nào anh cất vợ anh ở nhà là anh em mình gặp nhau nhá. Ấy gà đấy. Đây là những khu gà chuyên thửa gà cho nhà hàng mình các bạn ạ. Đây. Chuối này. Trên này bà con là không có chuối mấy đâu các bạn ạ, ít lắm. Xứ lạnh mà không trồng chuối mấy. Nên là bán chuối là nó là món ăn gì đấy cũng khá là xa xỉ luôn. Bán là chuối. Đây là cái khu vực bán chổi. Chợ này hôm nay làm nhiều chổi quá nhờ. Ừ. Bạt ngàn luôn. Này, cái ổi này này. Ổi này về mà ngâm rượu ấy, uống thơm cực kỳ luôn. Ổi này này. Thơm lắm ấy. Ổi thơm. Ổi này bao nhiêu cân đấy chị? 10.000 cân, đấy. Tôi thì không rượu nhưng mà cái này ngâm rượu chị nhỉ, thơm lắm, thơm nức luôn. Chuối đấy. Bây giờ ai mà bán mua khen à, hỏi em lại bán lại nhá. À, bán lại là có lời luôn. Bán một lốp. Đây là quả này là quả tê này, tê tê cay cay. Ở nhà chú này có cái quả chanh gì to này, chanh còn đá mài chanh hơi gấp này, một ong đấy, một ong xịn đấy. Có cái đồng tiền, chú bán cái đồng tiền này cho vào cái múa tiền vào đây đúng không? À, cái này ngâm rượu rồi à? À, thế là rượu ong đúng không? Bao tiền bình này không? 300 à? Đấy cũng rẻ nhỉ? Mấy cái này cái đồng gì đấy? Cái này để làm gì đấy? Hả? À, cái đục à? Còn cái này là đồng tiền cổ đúng không? Này là làm trang trí. Kia quả tê kia đây đúng không? Đúng rồi, tê đấy. Rồi, cảm ơn ông nhá. Con chào ông. Ơi, cái bài hát nổi tiếng rồi mong. Một tê cũng tổ, hai tê cũng tổ. Anh ơi, quả này là quả gì đấy? Hey. Quả la rừng đấy, cháu ạ. À. Không, quả la rừng nó phải tròn mà, sao này lại như này? Cái chuồng này, cái kẻ, cái này, cái nhát. À, cái cho là cái tẻ, cái này là cái lép. À, cái này về ngâm rượu. Ngâm nếp à? Đông chí sợ này chú biết rồi lắm mà. À, cái này uống cái này thì nó khỏe cái gì đây? Khỏe tiểu đường. Khỏi tiểu đường á? Tiểu đường là kinh này. À, na rừng này khỏe tiểu đường à? Ừ. Các bà ngồi mặc váy mà các bà dạng hết tề he, dạng này hết hàng họ. Nó có gừng này, mua mấy báo gừng về được á. Hôm nay mới ra đây à? Gừng ngon nhỉ. Khoai lệ phố này. Khoai sọ, khoai lệ phố. Lạc rang, lạc luộc, lạc các kiểu. Lấy đi. Vâng, tí nữa em lấy nha. Các loại bánh. Đằng này có lợn ngon nhỉ. Nhưng mà mình quay cận cảnh mà mấy cái con lợn ở trong cái giỏ này các bạn ạ, à, là hay bị kiểu YouTube nó xóa lắm. Nên là mình hốt rồi. Ô, đợt này có mía rồi anh ơi. Ờ, mía xương gà. Mía xương gà của bà đó con chồng. Mía xương gà ăn ngon. À. À, khu vực chợ chó. Vitamin Go Go. Bao mía là bao tiền cây đây? Hả? À? Chị Bơ Huệ à? Ô, bán hàng mà không biết à? Cái này tôi ăn vả. Hả? Ăn vả cho nào. Ơ vản 20 nghìn à? Ừ. À, ok. Lấy cái này ơ vản đi. Ừ. Chọn cây to nhất nhá. À, ơ vản. Ba cái. Dóc mua cho con nhá. Ba dóc. Chặt nó ra luôn đấy. Dóc con ra để ăn này. Này. Bán hàng không biết tiếng này nữa này. À. Hả? Đúng rồi. Ok, bà chặt rồi. Bà chặt rồi. À, không dóc à? Dóc nó ra. À, rồi. Chặt ra không phải dóc.
thật mình ra hoa xong để cả dài. Ok, bà làm muốn làm thì làm. Bắt đầu ngôn ngữ nó khổ đấy. Thường là có dao dóc luôn mà. Giờ chó đút từ. Bao nhiêu bao tiền đấy anh? Bao nhiêu bao tiền đấy? Giờ chó đút từ. 1 triệu á? Còn vitamin go go bây giờ 1 củ. Còn đấy thì chắc là về. Lần đầu tiên em thấy chó đút từ bóng hồng. Bao nhiêu đút chó từ bóng á? Nó không vừa lửa người bà vẫn cố đút cơ. Rách luôn này. Ồ. À đây này, nhìn bà đấy. Thấy chưa? Nó có bài hết. Con này bao tiền đấy hả chị? 2 lạng. Hả? 2 lạng. 200. Bảo 2 lạng. Bao tiền thì bảo 2 lạng. Chịu. Chỗ đây chưa làm được. Người ta dốc quả cây dài ấy, bà chặt đi bà mới dốc lâu. Thôi được rồi, bà đưa cho con xin. Bà cho con 2 que đây. Cái mía này nó rất là mềm. Thôi được rồi. 2 que đó. Này. Còn cái kia cho vào túi. Cái đấy cho vào túi bạn, cho vào túi. Lại bao tiền một bò này? Bao tiền 1 cân đấy à? Cân á? 1 cân. Thế 1 âu này bao? 80. 1 âu này bao tiền? 80, cân 80. 1 âu này bao tiền? Cân 80 mà, đây bắt 10.000. Một bát 10.000 à? Vâng. Cân 80 à? Vâng. Thế cho 1 cân đi. Nghe 1 cân. Thất tiền tàn á? Ừ. Nè, nặng. Bà con ra ra. Đâu, bà được cân đong đủ thế nào? 1 bát này. Đây, bát này nữa. À, thôi. À, múc luôn hơi nhanh. Lấy mất kiếm nha. Đấy, đổ ra ra đấy. Để nó đỡ. Đi đổ. Ôi giời ơi. Ấy. Sao từ sáng giờ chưa ai mua hàng sao mà giật mình đấy? Sao? Bà tự sang luôn à? Vâng. Ngon lắm. Bùi không? Đặc là đặc đỏ mà. Bùi. Ngon lắm. Ngậy. Ngon đấy. Ngậy đấy. Ngon đấy. Đây này đây. Đâu? Ôi giời ơi. Bà mang đi cân xa đấy. Ôi bà cân đấy, tí bà không đủ mà bà lại cầm về à? Theo em là có đủ 1 cân không? Được bao nhiêu lấy hết cho bà nó phải quay về anh ạ? Mấy cân đây? Này bao nhiêu cân rồi? À? Lấy luôn cân dưới đấy. Lấy luôn đi bà. À. Dạ bao? 120. 120.000. Cái nước tiền vàng. Lòng cho em xin cái túi nữa chị. Bà xin một cái túi nữa. Cái bà này là bà túi khác mà. À, xin một cái túi nữa cũng được. Cái là anh em rồi mới cân được nhờ. Anh em gì? Một bà người nông, bà này là người gì? Bà là người kinh.
Người Kinh. Là người Keo mà. Thế cho em xin cái túi nhá. Rồi em cảm ơn. Cảm ơn chị nhá. Cái này là bán cái gì đây? Bán hồng, hồng, hồng. Rồi mua hết rồi. Ra muộn rồi. Hồng này bao tiền một yến đây à chị? Hả? Trên kia 15, dưới này 20, ảo nhỉ? Đấy luôn là tờ quả. Rồi, mai mai mình vẫn đi tiếp mà đúng không? Mình vẫn đi hàng trăm cái chợ này không? Mùa thuốc có tháng 5 được tiếp mà. Ủa, con này mẹ nhiều nhộng thế nhỉ? Nhiều. Con này bán như nào đấy hả chị? 200 một cân. À, 200 một cân à? Nhiều nhộng nhỉ? 200 một cân là rẻ đấy. Ngày xưa còn đắt hơn đấy các bạn. 200 rưỡi rồi, thế này. Đây có một con bò này, không nó bay nó đốt không? Không có con non nó không đốt. Anh Hải ơi, anh Hải cho em xin chụp tấm ảnh ạ. Ok em. Con này mới ngon này. Tổ ong này kỷ lục đấy nhờ. 2 lít thế á? Rẻ đấy. Lấy hết đi. Thật ra là bây giờ không xuất đi Trung Quốc được nên là anh em mới có cơ hội mua thôi. Chứ còn nếu mà ngày xưa mà xuất đi được nên là không mua. Trung Quốc người ta thích ăn cái món này lắm. Nhâm cân, bao nhiêu cân? 4 cân rưỡi. Uy tín nhỉ? Ong này nấu cháo này hay là xào ấy, hay là măng này hay là măng chua ấy, hoặc là chiên lên hoặc là rang ngon. Được đấy nhỉ? Anh vừa mang ra đúng không? Nếu mà cả một tổ nó to lắm ấy. Bây giờ ong này bây giờ bà con nuôi được hết mà. Con này to nhờ. 1905. Cái hạt xanh xanh là hạt gì? À, quả sa nhân này. Quả này bóc ra ăn được luôn không? Không, quả này làm gia vị nhỉ? Ăn được luôn mà. Ăn sống á? Ủa? Ăn được? Đâu? Em ăn thử đấy xem. À, quả này ăn được mà, trước ngày bé em đi em hay ăn này. Không, không phải quả này. Có. Ăn được luôn. Đây là quả sa nhân. Đúng, sa nhân mới là quả ăn. Anh này ở dưới quê em có, nhưng trên vùng núi em có. Đấy, ăn nó hơi ngọt ngọt, mùi mùi thơm thơm mà, anh thử quả xem. Không, anh không ăn những quả mà anh không biết. Đi ăn nó lại đơ mồm rồi chứ. Chưa? Hồng bao tiền yến đấy hả chị? 20.000 này. Có vẻ như là đồng giá 20 đấy. Đây là bột ớt đây. Anh ơi, đi ra chỗ thùng xốp vừa lấy của bà cụ vừa lấy xong còn không nhỉ? Anh ơi, em thay tay anh như sao nhỉ? Hả? Anh ơi, em thay tay anh như sao nhỉ? À, thấy nhiều rồi à? Bà hình như em thấy anh nhiều nhiều rồi đây. Bà con nói chuyện rất là vui. Ở trên chợ này sao nhiều cái đồ tím tím này? Đi một vòng mà tí đầy luôn. Đấy, hồng cái này rất nhiều luôn. Hồng này thì bao tiền cân? 10.000 cân à? Ở đấy anh em, nói chung là ảo lắm. Đằng trong kia thì trong kia là 20, ngoài này thì 10.000 cân. Không biết nào một lần. Thôi nói tóm lại là anh em khi mà đi chợ phiên nữa, công cứ đi một lượt một vòng nhé. Thôi sau đây có lẽ là hai vợ chồng mình xin phép kết thúc video tại đây, vì mình còn phải đi mua nhiều đồ ấy để mang về phục vụ cho nhà hàng. Mang cái đồ này ra xe xong lại phải quay lại một chuyến nữa. Hẹn gặp lại các bác vào video kế tiếp nha. Okay, xin chào và hẹn gặp lại tất cả bye các bạn vào video kế tiếp nha. Bye bye.
và ăn ở Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất nguyên thủy, hợp hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.